Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mang cho em tới một quả hoàn siêu khủng. Không phải là cái này đâu nha, mà là mình đã quay trở lại để làm clip phải đó hả? Thì ok anh em, dạo này anh em xong cái kỳ thi vừa rồi, anh em thấy bản thân có ổn không? Có làm được bài thi không? Chứ còn tôi là tôi chỉ có tầm 5 điểm thôi đó. Ok, thì ngày hôm nay vẫn chưa biết làm cái clip gì. Thì một số anh em, tôi không biết tại sao phiên bản bây giờ nó đã gọi là fit lắc tới cỡ này rồi. Một số anh em vẫn còn bị lắc, gọi là hết bị bóp hiệu năng rồi, một số anh em vẫn còn bị lắc. Không biết anh em có những cái gì nó khác so với cái setting của tôi không? Tôi sẽ cho anh em xem cái setting tôi một cách to nhất. Đầu tiên là phần hiệu suất, sau đó là trưng bày này, đồ họa này, thiết bị này, điện thoại này. Đấy, tôi dùng cái iShop nha. Thì tôi dùng phiên bản 32 bit này, mọi người thấy 32 bit nè. Tí nữa bắt đầu rồi nói tiếp. Đầu tiên giao mé, tìm hoài không được cái trận đối kháng rồi này. Ơ đồ. Nếu tìm 2 phút trời không ra được trận đối kháng cuối cùng, tìm trong vòng giây lát ra được trận đối kháng thường. Trời ơi, tìm 2 phút không được trận ra. Đúng là quá bất công với PC đúng không anh em? Ui ôi. Ghê vậy. Ghê. Các bạn thật ghê gớm. Rồi là bây giờ Free Fire là không có nội dung gì gọi là nhiều người coi quá anh em. Bây giờ chắc chuyện quá làm mà Minecraft rồi Rehook rồi các kiểu từ lưa đó anh em. Ui ôi. Thì tôi không phải là một YouTuber kỹ năng nên tôi bắn cân sức là phải rồi chứ đâu giống anh em. Mà chủ anh em chỉ là người xem thôi, nhưng anh em kỹ năng rất là ghê gớm đó. Thì bên kia nản quá, ao bẻ nản rồi để 1-2 rồi sao. Ui vậy mà cũng vô đầu rồi. Kinh điển và ái chửa luôn. Chưa quan sọt mà chán này thua là kỳ lắm. Thôi nhường, nếu mà thua là nhường cho họ dán hiểu không? Còn thắng là không nhường. Không biết đường nào mà chạy luôn không? chạy cho lắm. Không, 600 down thấy không? Hai snipe đang bắn nhau với tốc độ. Hai snipe đang bắn nhau nhưng mà snipe này bắn vô đầu. Ok, để xem kẻ thù của mình sẽ, đối thủ của mình sẽ chọn khẩu súng gì đây. Chắc đủ đam rồi đó. À, sọc vô. Thanh niên này nghĩ là tầm gần mình đánh không lại. No, tầm gần đây mới ghê này. Không biết hit sọt hả anh ơi? Bạn này là con Việt Nam à? Nguyễn Thế Ngọc nè. Nguyễn Thế Ngọc là nào đây? Nguyễn Thế Ngọc nè. Ui ơi. Hai viên. Xin chào đồng chí hai viên. Đồng chí hai viên. 4-0. Chuuu. Ok, bắn MB đi. Cho nên gỡ gạt một chút xíu. MB là mình bắn dở nhất rồi. Dở mà không biết bắn là ba. Chuuu. Ui trời ơi, thấy cái gì chưa? Thấy người ta về vế to chưa? Ê, thấy chưa? Thấy vế to chưa? Cái vế bên này to hơn vế bên đấy.
Không phải đùa để tao. Đúng không nào? Đúng không Bonnet? Mày nói câu này. Xem tao mày ai to hơn, hình như là cùng cỡ. Nhưng mà nhìn tao sexy hơn. Tuổi gì mà chơi chiến thuật với anh? Không có tuổi chiến thuật. Anh đây là số 1 rồi. Chết tôi rồi. Tôi không thể đục cái cây trước tốt hơn nữa được. Cái cây này nó quá là nhiều đàn và tôi đục không có lên đầu nữa rồi. Ui rồi. Chạy không kịp luôn rồi, thanh niên này nhảy tu 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 tu. Cái map này khó chơi quá anh em ơi. Khó chơi nhưng mà tôi chơi được hết. Tại vì tôi vế to hơn vế đó. Mặc dù có một người nhưng mà vế của tôi to hơn vế bên kia. Nói về chiến thuật thì làm sao mà lại tôi được. Ok, cảm ơn các bạn đã xem vế to của tôi. Và ngày hôm nay là một clip không có mục đích hướng dẫn gì hết. Nhưng mà là một clip vui vẻ thôi. Ai muốn solo lại thì nhớ tạo phòng nhé. Chuẩn bị solo lại đây.